Rồi, thế là chúng ta đã trở lại với đánh răng mỗi tuần. Và hôm nay là team full hệ tiên. Team của đối thủ cũng khá là lạ, cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ mang theo Whiskot, Flutterman. Còn gì nữa ta? Chắc là thêm Tinkerton để thử sức mạnh của nó. Vì là hệ thép và tiên cho nên là khả năng chống chịu của Tinkerton cũng khá tốt. Cộng thêm việc nó có phê cao thì sẽ hỗ trợ khá tốt trong đội hình. Ok luôn. Vô nè. Trong đội hình lần này còn có Inamorous nữa nhưng mà chưa có dịp sử dụng. Hy vọng là mấy trận sau sẽ sử dụng được Inamorous ha. Rồi, tới đi em ơi. Ồ, nó chọn sử dụng Iron Hands với lại Sylveon. Tôi nghĩ là mình sẽ có thể hạ được con Iron Hands. Nên sao đây ta? Chắc là dựng trời nắng để tăng sát thương cho Flutterman. Xong rồi nên sử dụng Moonblast hay là Dazzling Gleam nhỉ? Chọn Dazzling Gleam đi cho đa mục tiêu. Mới vô đầu trận thôi mà, cần gì gấp đúng không? Đấy, nắng lên rồi. Flutterman thì tôi cho cầm Choice Spec để tăng tối đa sát thương tấn công của nó. Còn về tốc độ thì nó đã nhanh sẵn. Không thì mình sẽ sử dụng theo Win sao. Woo! Một phát ăn luôn được Iron Hands nha. Ôi. Ồ. Nó hút máu mình nhiều vậy ta. Ghê vậy. Tôi cũng có chiêu đó mà ít khi nào sử dụng. Tại nghĩ là không bao giờ lấy được nhiều máu lắm. Mà sao nó lấy được nhiều máu vậy ta? Chắc mình muốn phải sử dụng thử quá. Rồi gì nữa đây? Gì mà nghĩ lâu vậy bạn? Surge. Oh my god. Hình như nó hệ ma hệ lửa đúng không? Sunny nhìn không khác gì con thường ha. Giờ sao đây ta? Chắc chắn là nó không nhanh hơn mình rồi đó. Tôi khá là sợ con này. Thì mình nên Terra cho Flutterman để tránh hệ ma của nó nhỉ. Mà giờ chỉ có hệ tiên thôi. Xài được có con chiêu Dazzling Gleam à. Hy vọng đi. Hy vọng là xử được con Silhouette đi. Yeah. Ồ, nó cũng Terra luôn. Xuống sát luôn đợt này hả. Wow. Sẽ ra hình hệ thép à. U cha. Không có tác dụng lắm với nó ha. Không được rồi. Ui, có chút xíu à. Ê, sống đi, sống giùm, sống giùm. Sống đi, sống. Rồi luôn, đau lòng con sáo sậu luôn. Đi luôn chủ lực của mình rồi. Ui cha. Nếu mà tôi rút con... rồi đi luôn con Whiskot rồi. Oh my god. Có vẻ như họ đang chuyển bại thành thắng nhỉ. Còn mình đang chuyển thắng thành bại. Đúng là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Bây giờ có Tinkerton nè. Tinkerton ra để xử được. Chắc xử được Sylveon. Bự chưa? Thấy cây búa là sợ liền. Giờ sao đây? Phải cao để ngăn con Cerulet lại. Tôi nghĩ con Cerulet thế nào nó cũng đánh con Sylveon của tôi à. Còn lại thì Hyper Voice. Coi cấu được nhiều máu thì cấu. He. Ui chà. Con Sylveon bên kia cứng dữ ha. Cũng đúng đi, nó có Draining Kiss cộng với lại Shell Bell mà. Giờ sao đây, tôi nghĩ tôi sẽ giọng búa vô con Sylveon. Tiễn đi trước. Xong rồi tự bảo vệ con Sylveon này trước coi. Mà hình như con...
Ui chà, nếu tính toán sai thì con Cerulet nó sẽ nhầm vô con nào đây? Nếu mà nó đánh con Tinkerton, oh my god. Eo, đang trời nắng nữa, đau thế. Eo, tôi quên là con Cerulet có khả năng hút máu nữa. My god, đau đấy, đau đấy con quỷ ạ. Tôi hiểu tại sao nó xử con Tinkerton trước rồi. Nó phải dọn đường cho con Mimikyu ra chứ. Không phải con Mimikyu bị con Tinkerton xử liền. Eo, thấy cái mùi mở màn trận đấu không được đẹp lắm rồi đó. Không thơm, oh my god. Rồi muốn làm gì làm đi, sân đấu này của mày hết á. Bye bye luôn. Thua trận đầu. Chúng ta đã thua trận đầu rồi, cảm ơn mọi người. Con Cerulet nó khắc toàn bộ team mình luôn á. Rồi qua trận 2 thôi. Trận này đối thủ cũng dữ dằn à. Con có Flutterman nè, Walking Way, có Ogapon nữa. Nhưng không sao, Ogapon hè lửa nữa hả? Sợ thế. Nếu mà có Ursaluna trăng máu thì tôi nghĩ tôi sẽ mang theo Inamorous, phòng trường hợp nếu mà tụi nó xài Chick Room. Mà sao tôi không thấy đứa nào dựng được Chick Room trong đội hình của tụi bên kia ta? Thôi cứ thử đi. Nghĩ gì lâu thế bạn? Thử đoán coi con nào ra ngoài ta. Hay là con Ninetale ra dựng nắng cho con Ogapon ta? Rồi, cái gì tới luôn một lượt đi nè. Hãy xem sức mạnh chúng ta đây. Sức mạnh của những cô tiên. 4 cô tiên giáng trần. Tiếng Nhật không ai biết. Flutterman và Walking Way à. Ôi, con Walking Way nhìn bự khủng khiếp nha. Nhìn sợ nha. Giờ thì mình dựng theo Win thôi. Rồi còn lại thì tôi nghĩ tôi sẽ xe ra hệ tiên cho con Flutterman. Xong mình xài Shadow Ball nhỉ. Tôi không biết là con bên kia nó sẽ đổi chỗ con Flutterman hay là đổi chỗ con Walking Way. Hay là nó protect. À, nó đổi con Flutterman ra để làm gì? Xong xuống sát luôn lần đi. Dựng trời nắng để cho mình vậy thì mình khỏi dựng trời nắng. Thì mình khỏi phải dựng trời nắng rồi, mình chỉ cần dựng tốc độ thôi. Cảm ơn nha. Terra nữa. Terra hệ gì đây? Hệ thép nó đi à, chứ gì nữa. Hay không được thơm lắm rồi đó. Thấy không được thơm lắm rồi nha. Nào, chuẩn bị nổi gió lên đi những đồng bào của ta. Hãy xem sức mạnh chúng ta đây. Một đòn này dứt điểm được con Ninetale không? Dứt được không? Chà, đau đấy. Sao nay gặp trúng mấy đứa có Terra hệ thép mà có Terra Blast không ha? Trời ơi mẹ lạy con. Yeah, không, lịch sử không lặp lại. Mình còn sống, mình còn sống để mình xử nó. Giờ sao đây ta? Tôi nghĩ tôi sẽ bắn Moonblast để xử luôn con Ninetale. Còn này thì cứ Shadow Ball thôi nhỉ. Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ là con Walking Way nó vẫn sẽ sống sau cái đòn Shadow Ball này. Được một con. Giờ liều ăn nhiều nha. Mày tưởng lịch sử lặp lại hả mày? Coi bà nội mày đánh nè. Thế là thắng. Ôi giời ơi, cứ nghĩ là mình tiêu rồi chứ. Ủa nhưng mà kể ra vậy là con Walking Way nó đánh thua con Cerulet hay ta? Hay là do lúc nãy mình bị critical hit? Hên, đợt này hên. Tốc độ mình vẫn đang nhanh đúng không?
tốc độ mình vẫn đang nhanh thì mình sẽ xử được con Flutterman nhỉ? Theo tôi tính toán là chỉ một đòn Shadow Ball thì có thể đủ xử con Flutterman rồi. Còn con Golden Go này hả? Tôi nghĩ là tôi sẽ phang Moonflash vô con Golden Go này. Xong rồi một đòn Shadow Ball vô. Một lần nữa. Ui chà, không sao, không sao. Ok. Xem đây. Sức mạnh của bà nội mày nè. Woohoo. Mày tưởng tao chịu thua hả mày? Yeah. Ủa, xài trick làm cái gì? Đổi cho Scarf với mình hả? Sao nó không nhào vô đánh luôn mà nó lại đổi với lại Pinsicott ta? Tôi nghĩ là nó phải xử con Flutterman trước chứ. Nhưng mà nếu một đòn mấy cái grand của nó cũng đủ giết được cả hai đứa rồi đó. Tôi nghĩ là vậy á. Mày tính sai rồi cưng à. Yeah. Bye bye. Thì chúng ta đã phục thù được trận 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp trận thứ 3. Dù đã qua rồi nhưng mà vẫn nhớ lại trận đầu tiên nha. Thiệt là tức mà. Wow, đội hình này cũng đáng suy ngẫm đó mọi người. Đội hình này cũng đáng suy ngẫm đó. Sylveon, Inamorous. Ok. Bên kia chắc sẽ có Incineroar nhỉ? Tại sao bên đó lại có thêm Tyranitar ta? Thêm cái bà Cresselia nữa. Tôi nghi lắm nha. Rất nghi. Cái bà Cresselia chắc sẽ dựng trick room rồi đó. Rồi, ok luôn. Trời, đoán đâu trúng đó rồi trời. Giờ sao đây, con Incineroar chắc có phải cao. Nó thì không có tác dụng với lại con Flutterman rồi đó. Nhưng mà bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi không nên dựng trời nắng, bởi vì con Incineroar sẽ tận dụng được. Tôi nghĩ là tôi nên đổi một con Pokemon ra để phá khả năng phay cao của nó nhỉ? Ừ. Tôi nghi là... Bấm lộn. Tôi nghi là con Cresselia sẽ dựng Trick Room trong lượt này. No. Tôi nghĩ tôi sẽ đổi Pokemon ra vậy. Nghĩ nhiều tốn thời gian quá, sợ quá đi. Chắc là Shadow Ball nhỉ? Rồi hết thời gian rồi. Rồi xong. Hết thời gian suy nghĩ luôn. Giờ sao đây? Nó cho mình Shadow Ball. Vô con Cresselia. Wow. Được. Ây da, không sao cả. Yeah, đoán chắc mà nó sẽ dựng trick room trong lượt này. Cũng may là hệ thống auto chọn để đánh con Cresselia giùm á. Mà cũng lấy được khá khá máu nhờ. Mạnh thế. Ý tôi là Flutterman mạnh thế. Tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ xài là Springtide Stone để vừa xử được Cresselia, vừa xử luôn con Incineroar. Còn thêm một cái nữa thì... Ok, nếu Cresselia chết rồi thì Shadow Ball sẽ nhắm vô con Incineroar. Nhưng không, đó chính là kịch bản đẹp. Nhưng kịch bản ấy không xảy ra. Con gì đây? Milotic hả? Ok, ý đồ là gì? Ok, trượt con Milotic rồi. Yeah. Sống giùm đi. Ok. Mình còn sống. Ui chà,
cũng được một nửa cây máu rồi, cũng ngon chứ. Oh, competitive. Giờ sao đây? Earth Power vô con Incineroar coi. Xong tôi nghĩ tôi sẽ rút con Flutterman về. Hoặc là bây giờ con nào cũng sợ con Incineroar hết rồi. Giờ sao đây? Tôi cứ bắn Shadow Ball tiếp đi. Còn lại mày hãy xem sức mạnh của đất đây. Úi trời, sao vô nghĩa vậy? Ủa, sao con Incineroar cứng vậy ta? Ui chà, con mèo nó cứng dữ à. Oh, life deal luôn hả? Ok bé bề. Cái bề làm hay đó. Eo. Giờ sao đây? Phải cho con Sylveon ra mới được. Tiếp tục xử con Incineroar bằng Earth Power. Xong tôi sẽ Hyper Voice cho cả hai đứa. Con Sylveon của tôi đang cầm Fairy Feather để tăng bao nhiêu phần trăm sức mạnh của chiêu hệ tiên ra? Quên rồi, nhưng mà nó sẽ tăng sức mạnh của chiêu hệ tiên. Còn có một chút xíu máu thôi, con nó cứng thế. Rồi mày biến đi. Tạm biệt nha. Trời ơi, con quỷ. Sao mà tôi ghét con mèo đó thế không biết. Eo. Ủa tại sao nó vậy, giảm speed của mình trong trick room chí? Chắc nó hết chiêu rồi, chứ con Milotic hết chiêu tấn công rồi. Porygon2 hả? Ok luôn, bay bề. Thêm một con cứng nữa. Sao nó nhiều con cứng ngắt vậy? Tôi nghĩ là tôi sẽ Terra hình hệ thép cho con Inamorous. Xong rồi thì bắn Moonblast thôi. Dồn sức tấn công thì chỉ có Moonblast mới hợp lý nhất rồi đó. Còn này thì cứ Sylveon thì cứ dùng Hyper Voice thôi. Hét lớn lên cưng. Hãy xem trí khôn của ta đây. Hiya. Xem đây. Cũng không được nhiều lắm. Cũng không được nhiều máu lắm. Và rồi hãy xem giọng hát của Che đây. Haha. Yeah, đi thêm một con nữa. Tiếng hát của Che thật là mạnh. Ôi hơn nha. Hơn là mình đã xây ra hình thể thép rồi nha. Chứ mà giữ nguyên hệ bay là mình nãy giờ mình đi đời rồi. Cresselia còn chiêu gì? Như chắc con Cresselia này chắc có Luna Blessing để hồi máu cho cả hai đứa. Tiếp tục Hyper Voice thôi. Bên kia bắt đầu do dự, bắt đầu suy nghĩ rồi. Ủa nhưng mà con Incineroar sao nó không có phát cao ta? Thì nó có chiêu gì mà nó không có phát cao ta? Luna Blessing. Đón chắc mà. Haha, đừng có coi thường sức mạnh của Chen. Trời ơi, còn chút xíu nữa. Ok. Giờ còn mình con Cresselia. Giờ chọn sống hay chết? Giờ chọn bỏ cuộc hay không bỏ cuộc? Đừng bỏ cuộc nha. Tôi nghĩ nó phải còn gầm rú thêm một chút xíu nữa rồi mới bỏ cuộc mới ok chứ. Ờ, nó không bỏ cuộc nha baby. Không cưng à, cưng không còn đường thoát rồi. Ha ha. Đó là sức mạnh của Cheyenne đó cưng. He he. Và thế là chúng ta đã đi qua được 3 trận đấu sử dụng full team hệ tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục Đánh Răng mỗi tuần tập tiếp theo. Bye.